thì bật sẽ em chơi bây mai ở trong máu bây đi tới trong chơi bật mình một bộ trong bật giờ chặt bật chụp dần tới bây khám mấy khang của sao nhưng còn mình chụp mình dần tới nhưng mà bây mình một bộ anh thắng bật đang việc chui bàn khá trong việc bàn bài sẽ bàn ấy chụp xì dần tới dương chơi bật đang tới thì bây mình thấy trên đánh má bên tay còn ha vì dương mình một bộ sĩ ấy đang sĩ ấy mình đang chặt bật chụp thì bộ xe dần tới On a sa tradition faire un rhum arrangé avec rhum local, avec ban fruits qui sortit dans nos propres jardins. Mais nous faisons ça pour un anniversaire, nous faisons un cadeau, mais pas vraiment pour une bonne bouteille là. Donc, comme l'ultime tradition dans mon pays, on décide pour adapter toute cette recette là dans nous, l'alcoolerie qui nous fait ici. En allant dans les Caraïbes, en étant plus jeune, j'ai souvent vu des bouteilles d'alcool de rhum arrangé qui étaient peintes à la main. Et c'était des très beaux souvenirs que je ramenais à mes amis. Du coup, quand on a eu notre alcool de riz infusé, je me suis dit, tiens, ça serait bien d'avoir ça comme souvenir pour que les gens puissent ramener. Au lieu d'avoir des produits qui sont importés, il y a beaucoup de souvenirs ici qui sont importés de Thaïlande, de Chine, du Vietnam. It smells sweet. Yeah.
Oh wow, the mango flavor is so pure in that. That's amazing. It's not sugary. It's not. It's really clean and pure, and the green chili is nice too. I think it's spicier than the last one. All at once. Oh, I like that. It tastes like chili mango, the dried chili mango, the candy. Maybe I'll try it. Yeah, it's not spicy. It's not.